Ngày 20 tháng 7 tại Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương, Đoàn Thanh niên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, nghị quyết Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022 và phát động cuộc thi ý tưởng sáng kiến về cải cách hành chính trong cơ quan đơn vị. Hội nghị nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt các cấp bộ đoàn với những nội dung cơ bản sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Từ đó, mỗi cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết trong các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Với tinh thần quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nghị quyết đã đề ra, đồng thời được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn Thanh niên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính và văn hóa công sở gồm các nội dung tập trung đưa ra các ý tưởng giải pháp về cải cách hành chính trong các lĩnh vực công tác tuyên truyền, cải cách thể chế và thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hoạt động cũng như thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của từng đơn vị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, trách nhiệm với cộng đồng.